bà xuống sợi ốc nghĩa thế này là cô nâng thua cả bị thịt to thịt đó rồi bây giờ pha bột phết xin phó nâng pha bột phết thầm dựa à pha pha phết xin phó sớt pha pha phết thầm dựa à và ở đây trong form đấy form tụm rộng một viên đấy và ở đây chúng ta thay chỉ học phải số hay đi học phải cần nữa cái lúc mua một viên cứ như vậy clay và subject plus head plus verb three tụm thứ bảy nữa và ở đây subject plus had been last word anh chị bà đi tìm rung bảo vệ thế nè are you seen tiếp khóc nên are you seen ở tại simple cứ xâm tài cần lưu những dây thang completed action bà completed action in before another time or event và chẳng chia sẻ càng thêm chọc sọc cực môn bế tê lìa mùi xe tiết rưu có phật ca mùi xe xe tiết chẳng lắc thì bình thị và có những dây tới này nào hả chẳng anh ấy cứ dùng ai thay chỉ time rồi có chỉ event mới in the past đó thì bây giờ được gọi là cả một nóng chẳng sẽ cả một thêm cái cao như thế này mà đó trong nước bị chọc anh ấy chỉ completed action chẳng đó và chẳng cũng thể học trường dạy thà I had lived in Phnom Penh for 5 years. 5 years when I moved here. Chúng chúng ban luôn nơi cầu Phnom Penh ở giữa kỳ phạm chân nắm nơi phía được chân phần ô mỏ tí. Chúng kết tăng phía tây tạ ca mà đó tây tạ ca mùi xây tiết được có phía lưu mùi xây tiết được chân phần ô mỏ tí ní nha. Cứ giữa kỳ phạm chân nắm. Chúng sẽ cảm thấy chọc trong phần ứng. Lấy dương bò mơ này. Dương dây thạp. We continue action. Cảm thiết đã tổn to đi coi dừng dậy đôi khi nhé an action cảm thiết mũi happen bằng cả láng before another time or even it could be continue vì ai nâng vẫn tỏ đó thì ai nâng vẫn tỏ chẳng sẽ cảm thấy mùi để bàn cả láng môn bê sẽ cảm thấy mùi môn bê mùi xây tiết được có tất cả mùi xây tiết vì ai nâng vẫn chẳng bao nhiêu gì cả để chú chớ và bạn mùi đó now đi thả chẳng sẽ cảm thấy cao bị ở tay ta cao mùi chẳng mẹ mà đó ở tay ta cao lần chẳng đi ai mà to từ một tiếng chẳng nát uncompleted ở tuần chọc tiền của đó ngoài nhưng nát đi ai mà to từ một tiếng lời cụ cũng thì hò mùi cũng thò thà như riêng phía xa này chọc I
I had been learning English for 5 years in 2000. ឆ្នាំ 2000 ខ្ញុំបាននឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសអស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំហើយក្នុងឆ្នាំ 2000 ខ្ញុំមានន័យថាក្រុមឆ្នាំ 2000យើងអត់ទាន់បញ្ចប់ការរៀនរបស់យើងនៅបន្តរៀនទៅមុខទៀតព្រោះតែយើងចង់ជាក់ថាមកត្រឹម 2000 គឺយើងរៀនបានប្រាំឆ្នាំនេះខុសគ្នាអញ្ចឹងតាមតនេះយើងខុសគ្នាអញ្ចឹងណាខុសគ្នាអញ្ចឹងណានេះជាលក្ខណៈពិសេសហើយចំណុចមួយទៀតគឺ ដែលអាចបញ្ជាក់ពីប្រភពនេះគឺតើតោស្តេតវើបបាទស្តេតវើបគឺប្រើជាមួយស៊ីមផលណាស្តេតវើបប្រើក្នុងប្រេសិនអឺអផាប្រូសិនផលណានឹងអត់ប្រើនេះទេទោះបីជាវាបន្តទៀតក៏ដោយបាទនេះគឺជាភាពផ្សេងគ្នារវាងអឺផាប្រូសិនផលនិងផាប្រូសិនខាងយូរ ខ្ញុំបានបង្ហាញពីទម្រង់មួយទម្រង់នេះ I subject ណា had របស់វាលើនឹងវាទៅទី 3 ហ្នឹងហើយអានេះ I subject នេះ had been របស់វា learning verb in ចឹងចាំណាបាទគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហ្នឹងនេះគឺជាការប្រៀបធៀបឡើងវិញខ្លះៗណាជាការលឹកខ្លះៗដល់គ្នាយើង